nhà của anh Lạc ra. Cát Minh đề gì? Đồ đồng dữ quá. Chim gì mà hót vui quanh cài cánh rừng, vui chân ta cùng xuống chờ bước chân bay quanh bên những rừng nắng. Bươm trắng bay quanh bên những rừng nâu. Xuống chợ, ngại ngùng gì với em. Xuống chợ, xuống chợ, xuống chợ với em. Á là chàng trai khôn ngô quê. Chẳng nói được gì trong ngực em đây không như có tiếng ngực gì. Đây là nhà của anh Lạc kia, happy new year, anh già hóa rồi anh già Miên, anh Miên được chưa anh à? Nam nhà, chào những người con gái vợ chồng của anh rất đẹp quá. Em vui gì mà liu lo như đàn chim trên trời, mưa bay đàn hát trên đỉnh núi xa mờ. Anh muốn đây nhà mây đây là cũng nhà đây anh Lạc ở các mây. Xuống chợ ngại ngùng gì với em. Xuống chợ, xuống chợ, xuống chợ với em. Chàng trai khôn ngoan ôi giọng của nàng hay quá, mà sao nàng xinh quá, màu xanh tiếng đàn nhẹ nhót trong mắt em. Vui chân mà chẳng mua được gì trong ngực em. Ngoài ăn đi vô à. Lần sau vai khuyên núi trở về chiều đã vắng, trên tay lòng còn vẫn hương chưa kịp nói năng gì. Hẹn ngày chờ tới nhé lại gặp rừng mơ ấy, trên con đường mòn núi cao mong chẳng xa mờ. Trên con đường mòn núi cao mong chẳng xa mờ. Trên con đường mòn núi cao mong chẳng mờ. Thank you.
trời hồng lưng vách núi lững lờ làn mây trắng. Con chim gì mà hót vui vang cả cánh rừng. Vui chân ta cùng xuống chờ. Cương trăng bay quanh bên những rừng mơ.